Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một không gian sống cực kỳ đẹp tại dự án Zaiga Nhà Bè. Một cái sản phẩm mà rất là đẹp. Và với chiều ngang của cái căn biệt thự này nè, ngang 10, dài 20 và được thiết kế gồm một trệt, hai lầu sân thượng và áp mái. Và bây giờ Phước Sửu mời cả nhà vào tham quan căn nhà 10x20 với một thiết kế cực kỳ đẹp nha cả nhà, và là một không gian sống cực kỳ hoàn hảo tại khu Nam Sài Gòn. Và bây giờ let's go. Đây là khung cửa chính và chủ nhà thiết kế đây là một nơi gọi là để tủ giày cả nhà, một cái gam màu khá đẹp trắng và xám và pha những cái đèn led màu vàng tạo nên căn nhà trở nên một nơi gọi là ấm cúng, một gam màu rất là nhẹ nhàng. Và bước vào khuôn viên của căn nhà thì đây là một căn phòng nho nhỏ. Với căn phòng này thì mình dành cho những người giúp việc hoặc là tài xế nghỉ ngơi sau những giờ mệt mỏi của cái công việc ha. Rồi bây giờ là mình sẽ di chuyển vào không gian của phòng khách. Một phòng khách cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Với cái gian phòng khách này thì gần như là ba mặt là thoáng luôn. Nhìn ra đây là hồ cá koi và phía trước là không gian sân vườn. Đây khá đẹp luôn cả nhà. Có một gốc cây lộc vừng cực kỳ lớn và một cái cây xoài khá cao. Và mọi người cùng với Phước Sửu vào bên trong để khám phá dàn nội thất cực kỳ xịn sò này nhé. Và đầu tiên đây là một cái hệ thống khói tạo khói nhân tạo, tạo hơi nước, giống như một cái bếp lửa hồng ngoại như vậy, tạo một cái độ ẩm cực kỳ tốt cho căn nhà. Và đồng thời và ở đây thì bố trí một cái màn hình siêu mỏng luôn. Với cái màn hình này là đến 77 inch. Đang có mặt tại một gian phòng ngủ của căn biệt thự ngang 10 và 20. Và cái phòng ngủ Phước Sửu đang đứng là một phòng ngủ master bedroom. Với phòng ngủ master bedroom này thì thiết kế được một gian phòng ngủ cực kỳ rộng rãi và thoáng mát quý chị ạ. Như mọi người đang nhìn thấy, đây là một cái giường rất lớn dành cho gia chủ và một trong những cái nội thất được nhập khẩu từ Ý rất là cao cấp đến từ Ý, và một cái gam màu phù hợp trắng xám pha những cái vân màu gian đèn vàng trở lên căn nhà trở nên gọi là lung linh huyền ảo hơn ha. Và trong cái căn biệt thự này thì cái phòng master bedroom này có trang bị đầy đủ những cái thiết bị. Ở đây là loa âm thanh và đây là một màn hình led siêu mỏng 77 inch làm cho cái căn biệt thự quả thật đầy đủ những chức năng. Và bây giờ let's go, Phước Sửu cùng cả nhà vào bên trong khám phá cái toilet và cái phòng thay đồ khô. Và đặc biệt là ở đây là như mọi người biết á, là đây là một cái phòng gian phòng gọi là tủ quần áo, một cái hệ tủ quần áo khá thông minh cả nhà ơi. Khá có rất là nhiều cái nơi gọi là treo đồ, và tất cả những cái hệ này thì mình có thể là di chuyển tự động để mình có thể là treo những cái quần áo của mình. Và ở đây như mọi người nhìn thấy thì có rất là nhiều hộc tủ nè, và sử dụng một cái hệ cửa kính kiềm lực nên nó làm cho cái căn nhà trở nên là rộng rãi, thoáng mát và đặc biệt là rất là sang trọng. Và bây giờ mình vào toilet ha cả nhà, xin mời. Wow, cái toilet rất là đẹp luôn cả nhà. Đây là một bồn tắm nằm luôn cả nhà, với một cái thương hiệu cực kỳ mắc đó là Linac. Và một cái ở đây là một thiết bị rửa, thiết bị vệ sinh Total. Và như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì đa số thì gắn những thiết bị thông minh, chỉ cần một nút chạm thì có thể là chạm mở sáng và lấy ánh sáng của rất là nhiều nơi. Một bồn cầu với thương hiệu là Toto. Đây là tự động luôn cả nhà, chỉ cần kéo cửa mình bước vào thì ở đây nó sẽ là vệ sinh sạch sẽ cho mình khi mà mình vào sử dụng nó luôn. Cực kỳ hấp dẫn và những cái nội thất cực kỳ cao cấp. Ngoài ra mình không muốn gọi là tắm bồn tắm nằm thì mình vào bên trong đây mình sử dụng bồn tắm đứng với những cái vòi và là massage, làm cho cái cơ thể mình thoải mái, thư giãn sau những cái giờ mệt nhọc làm việc và sau những cái giờ
đi những cái đường dài mệt nhọc và trở về một không gian sống cực kỳ hoàn hảo tại Saga Nhà Bè này nha. Rồi, cùng với Phước Sửu khám phá rất là nhiều cái tiện ích tại dự án Saga Nhà Bè, và đặc biệt cái căn biệt thự ngang 10-20 là một cái siêu phẩm cực kỳ đẹp. Rồi, bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà đi dọc theo hành lang. Trước tiên thì như mọi người biết, đây là một không gian sống hoàn hảo, bởi vì nơi đâu cũng có những tiện ích, và chỉ cần bước ra cái nơi gọi là nghỉ dưỡng này á, thì sẽ có những cái tiện ích có 102 tại cái dự án Saga Nhà Bè. Đó là một cái tiện ích cực kỳ tuyệt vời. Đây là một, có thể nói là một cái gian bếp ngoài trời cả nhà. Gọi là với cái gian bếp này thì mình có thể xử lý những cái loại thức ăn mà có mùi, hoặc cái là mình có thể tổ chức những bữa tiệc barbecue, mình có thể nấu nướng và đưa lên trên lầu luôn. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy đã lắp đặt những cái hệ thống máy giặt và máy sấy, và ở đây những cái tủ không gian quần áo, và nói như vậy thôi nhưng mà trên tầng như mọi người đã được cái là lắp hệ thống kiến rồi, nên sẽ không có mưa bay vào. Nhưng mà bên hông này thì chắc ăn rồi, nhìn xuống một cái tầm view khá đẹp. Tầm view ở đây là một tầm view gọi là hồ cá, phong thủy, và rất là nhiều cây cảnh gọi là thiên nhiên, gọi là tuyệt vời đối với không gian sống tại Saga Nhà Bè này nhé. Bây giờ là Phước Sửu cùng với cả nhà vào một cái gian phòng ngủ phía sau. Với cái gian phòng ngủ mặt sau này thì dành cho em bé cả nhà, một cái tông màu khá đẹp phải không cả nhà, kết hợp khá nhiều màu tạo nên một cái không gian gọi là lý tưởng cho những trẻ em thích nô đùa, một trong những gọi là cái vân mây, hay cả nhà còn nói là lượng sống với nhiều màu khác nhau. Vào đây thì mình tưởng tượng như mình lạc vào một thế giới thần tiên, một cái thế giới gọi là của những trò chơi và những cái phim hoạt hình, rất là đẹp luôn. Và không gian của cái căn phòng này cũng khá thoáng nha cả nhà, chỉ cần một nút chạm thì ở đây thì mình có thể là mình di chuyển cái rèm ra là mình nhìn về view mặt sau. Có một cái phòng này dành cho 1-2 em bé, và có một cái hệ tủ khá xịn sò luôn cả nhà. Ngay cả những cái trần thạch cao này cũng được thiết kế gợn sóng như những con sóng nhấp nhô, phù hợp với không gian sống và cái gọi là gian nhà mini của những trẻ em trong khuôn viên của cái căn biệt thự mini này. Rất là tài tình, một cái thiết kế gọi là đa sắc cho một cái căn nhà, từ trẻ em đến người lớn, từ người già đến người trẻ, và những người yêu thích thiên nhiên đều có thể khám phá tại cái không gian sống biệt thự này. Với chỉ tầng 1 thôi cả nhà, nhưng mà thiết kế đến 3 phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên và phòng ngủ thứ hai Phước Sửu và cả nhà đã khám phá rồi. Với cái phòng ngủ này thì một tông màu trẻ trung hơn, năng động hơn, dành cho một cái anh thanh niên hot boy gọi là đã lớn tuổi rồi. Cũng phải nói là lớn tuổi, nhưng mà bạn này là cũng đã học tới cấp 3 rồi. Thì một cái gam màu rất là nhẹ nhàng, một cái nơi nghỉ dưỡng khá thú vị. Và đặc biệt thì có một trang bị một cái hệ thống màn hình, một cái bàn học, và một cái tông màu như mọi người nói gọi là trắng xám, và gọi là sử dụng những cái tiện ích cực kỳ thông minh luôn. Rất là nhiều màu cả nhà, làm cho căn nhà trở nên nó là thay đổi màu sắc và thiết kế trong những cái tích tắc luôn. Một cái không gian sống cực kỳ đẳng cấp với một cái căn biệt thự 10-20 và có đến 5 phòng ngủ luôn cả nhà. Nên quý anh chị có thể gọi nơi đây là một không gian sống hoàn hảo. Việc áp dụng công nghệ 4.0 và những cái công nghệ thông minh, chỉ cần một nút chạm, sử dụng app, sử dụng những cái remote, thì giúp căn nhà trở nên gọi là gần gũi hơn, dễ điều khiển hơn và thông minh hơn. Phước Sửu đang có mặt tại ban công mặt sau của căn biệt thự ngang 10 dài 20, một cái tầm view khá đẹp cả nhà. Ở đây mặc dù đây là mặt tiền sâu nhưng mà khá thoáng, bởi vì ở đây là căn biệt thự này ngang 10 dài 20 và hai mặt tiền trước sau, nên phía sau cũng là một mặt tiền, và cung đường của căn biệt thự này là ngang 10 dài 20, nên tạo cho cái căn biệt thự này một cái sự là thoáng mát với không khí gió đối lưu thông từ trước ra sau. Và mặt sau thì gia chủ trồng khá nhiều loại cây từ cao đến thấp, và đặc biệt trên không gian của cái phần gọi là ban công mặt sau này thì như mọi người nhìn thấy thì rất là chỉnh chu, có hệ thống đèn và đặc biệt có khá nhiều loại cây. Và bây giờ Phước Sửu mời quý chị vào tham quan gian phòng ngủ trên cao, là tầng trên thứ hai nhé. Đây, mọi người vào khám phá gian phòng ngủ tầng trên cao với hai mặt là thoáng, cửa kính cường lực,
Và ở đây như mọi người thấy là thiết kế rèm và đồng thời một cái gam màu trắng xám pha những ánh đèn led màu vàng, màu hồng, trở nên làm cho căn nhà trở nên gọi là lung linh, huyền ảo, và cảm giác là làm cho gam màu của căn nhà trở nên là thoáng mát. Và với cái căn phòng này thì gia chủ là đã bố trí giường, bàn ghế trang điểm, và đặc biệt là ở đây có một cái hệ tủ quần áo đã thiết kế âm tường rất là thông minh, rất là tuyệt vời. Và mặt sau của cái gian phòng ngủ này thì nhìn về một con đường với một cái dãy nhà phố ngang 7 dài 17 theo như phong cách của những cái người gọi là phương Tây và phương Đông, thì căn nhà đẹp hay không là ở chỗ là cái bàn thờ, là nơi là linh thiêng, nơi là thờ cúng những người đã khuất. Thì tại cái căn siêu biệt thự này thì có một cái gọi là bàn thờ gỗ cực kỳ đẹp luôn, và một cái không gian trên tầng sân thượng trên cùng này thì rất là mát mẻ. Và nơi đây là một nơi gọi là gian thờ cực kỳ gọi là yên tĩnh. Và bây giờ mình ra một cái gian phòng kế bên gian phòng thờ. Nơi đây thì mình cũng có thể là nghỉ ngơi, tổ chức những bữa tiệc BBQ, và mình bước ra một không gian sân vườn nha cả nhà. Đây, sân thượng ở tầng trên cùng. Với cái tầng sân thượng này thì mình có thể trồng nhiều loại cây, mình có thể là tổ chức được khoảng 3 đến 4 bàn tiệc dành cho gia chủ khi có những cái người bạn bè tới đây và tổ chức những bữa tiệc BBQ ngoài trời. Việc thiết kế một cầu thang không cần phải gọi là dùng khung bao hay là tay vịn cầu thang nữa, mà bây giờ với gia chủ này thì thiết kế khung kiến cường lực dọc theo cầu thang 100%, làm cho cầu thang trở nên là thoáng mát hơn, gần gũi hơn, và cái khoảng cách giữa cầu thang với nhau cảm giác như là rất là rộng rãi. Bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà mình khám phá một cái gọi là không gian sân vườn của căn biệt thự này nhé. Với căn biệt thự ngang 10 dài 20 nhưng mà bố trí không gian sân vườn khá rộng rãi cả nhà. Điều đầu tiên mà Phước Sửu đang di chuyển đó là một cái hồ cá koi khá là dài luôn cả nhà. Gần như cái hồ cá koi này từ cái mép của nhà dài ra tới gần mặt sau luôn. Nơi đây thì có thể là check in, nghỉ ngơi, giải trí, và đặc biệt là mình có thể là tận hưởng những cái giờ và mệt mỏi, và có thể là cho cá ăn, chăm sóc những cây cảnh. Và ở trên này như mọi người nhìn thấy thì sắp tới sẽ có một cái giàn lan luôn cả nhà, sẽ đưa những cái nụ lan tươi thắm và xõa mình xuống cái dòng cá koi này, cái hồ cá koi này ha. Rồi bây giờ là mình di chuyển vào bên trong nha, để xem cái số lượng cá koi của cái hồ này như thế nào. Ngoài ra như vậy đó thì gia chủ còn thiết kế những cái bậc tam cấp mà gọi là đi dọc qua cái bờ hồ cá koi này, làm cho gọi là mình có thể là trực tiếp chăm sóc gần gũi hơn với những con cá koi này. Như mọi người nhìn thấy thì cái con cá koi này có đa màu sắc luôn, từ những màu trắng, màu vàng, rồi có thể là hệ những lề cá koi 3-4 màu luôn. Như cả nhà, với cái không gian phía sau này, mặt sau này, thì mình có thể là bố trí những cái bữa tiệc barbecue. Với những bữa tiệc barbecue này thì mình có thể sắp xếp ở đây tầm khoảng 3-4 bàn, và mình có thể là tổ chức những cái bữa tiệc gọi là với số lượng khách khá đông, từ 4-50 khách tại nơi đây luôn. Một cái không gian sống khá hoàn hảo khi mà quý vị sở hữu một cái sản phẩm ngang 10-20 tại nơi đây. Có khá nhiều cách thiết kế, nhưng theo Phước Sửu đây là một cái cách thiết kế gọi là rất là hợp lý, rất là tài tình, và nơi đây phải nói là một không gian sống tuyệt vời cho quý vị nghỉ dưỡng sau những lời làm việc.